Rồi, bây giờ chở lên anh hay là chở? Ok em. Đây. Đây đây đây. Thật sự luôn là cũng đi về được 40-50 km rồi. Quay lại bây giờ là 70-80 cây. Bây giờ vẫn quay lại để cứu hộ cho em trai này. Đấy anh em rút kinh nghiệm nhá. Chào tất cả anh em, mình là Tàu Độ. Hôm nay mình làm clip bàn giao xe Linza 400 cho một vị khách đến từ Hải Phòng anh em nhé. Anh em mình đang trên đường bắt đầu di chuyển, và em trai này đang nhờ mình ship một con nhím ở một cửa hàng nào đấy ở Sơn Tây, ship đến shop của mình và nhờ mang về để thịt để tí anh em uống rượu luôn. Con nhím 10 cân anh em ạ, tương đối là da dìu này lọ đấy. Tí nữa thì đến trạm dừng nghỉ thì mình sẽ xuống quay xe. Con xe này thì chắc là anh em xem rất nhiều clip của mình ở trên kênh Tàu Bộ Độ của mình rồi, thì mình sẽ quay qua một chút nói về, sau tí nữa khách test các kiểu của đà điểu thì sau anh em mình thịt nhím ăn nhé. Đồ đây Bình nhá. Anh em mình đang ở trạm dừng nghỉ ở đoạn Hưng Yên trên cao tốc quốc lộ 5B em ạ. Đang đổ xăng cho con xe này. Tại vì lúc đây mình đổ cái dung dịch để làm vệ sinh bồn đốt với kim phun thì bắt buộc cái bình xăng này phải đầy. Thì con này bình xăng nó không đầy, nên là mình phải đổ cho khách luôn. Thì tỷ lệ nó mới chuẩn được em ạ. Không tí nữa xuống lại bắt lại đi mua can phải đổ nó mệt lắm. Anh em nhìn quả mông này nó vĩ đại không? Quá vĩ đại luôn. Cố đầy vào đây, đây đặc quá. Cố đầy vào đây rồi. Cứ đổ nó đi, cứ đổ nó đi. Cứ bơm nó đi. Không nhìn thấy à? Cứ bơm là thoải mái đấy. Mình đã thay cái bô SC Carbon cho con Linza 400 này em nhé. Lổ thì siêu phê luôn. Tí nữa đến nơi chủ xe sẽ trực tiếp test cho em nghe thử. Anh em mình vừa đến khách nhé. Bắt đầu test xe anh em ạ. Điên cuồng luôn. Anh em mình đang đi về rồi và chủ xe của Linza 400 lại gọi mình quay lại. Trước khi về mình đã dặn chủ xe là không nên cho anh em hàng xóm mượn đi cái kiểu là cứ già côn ý. Tại vì lúc một hai người ở đấy đi vừa bóp côn và xoa côn ý anh em. Thì mình đã dặn rồi và cẩn thận không cháy côn đấy. Tại vì là đi không biết đi xe côn mà cứ vừa đi vừa bóp côn kiểu nhà lửng lơ ý anh em. Thì nó sẽ bị cháy côn nhanh lắm. Thì cũng dặn rồi, dặn đi dặn lại hai lần rồi và đúng là cái gì đến nó sẽ đến cho 4-5 người gì đấy chạy thử và cứ bị già côn rồi. Anh em không biết đi phân khối lớn, toàn đi ở cái xe nhỏ nhỏ thôi, mới biết đi xe côn thôi. Đi thì bây giờ chủ xe thịt nhím ở nhà rồi, nhím thì mình không muốn rượu mình không ăn, nhưng mà vợ ở nhà đang thịt nhím rồi, chồng thì đang đứng ở đường vì bị cháy côn. Bây giờ mình phải quay lại để cứu hộ đây. Mình cũng muốn nhắc nhở anh em là nếu mà anh em mua xe phân khối lớn ấy thì tốt nhất là anh em bạn bè nào mà đi xe côn không chắc mà mình không tự tin cho người ta mượn ấy, thì tốt nhất là mình không cho mượn. Tại vì đi là nó sẽ phá cái bộ côn mình, tới bộ côn không nắm bao tiền đâu, nó chỉ là vài triệu thôi, nhưng mà nó rất mất công, rất mất việc luôn. Đây hôm nay là ngày nghỉ đây, ngày vui của cái xe đây, bây giờ thành buồn, bây giờ thành trái côn là phải đi sửa đấy. Cái phần lá khô đấy nó rất nhạy cảm đây, nhưng mà anh em
biết là đi mà không khéo thì anh em đi kém thì nó phần côn anh hỏng lắm, rất buồn luôn. Mình thì mình đi về 30-40 cây rồi, chủ xe gọi lại phải quay lại, lại phải hỗ trợ anh em đấy. Anh em lưu ý nhá, mua anh em nào mà mua xe mới mua xe về mà anh em hàng xóm hay là bạn bè thân thiết rửa xe mà đến cửa cho tao chạy thử tí thì mình nghĩ là tốt nhất là thôi, được mất lòng trước thì được lòng sau, nó là như thế đấy. Nó không tốt là không nên cho mượn. Ai thật cứng đi phân khối lớn cái thứ quen rồi thì mới cho mượn đi, tại vì mình cứu hộ phát này cũng là phát thứ ba rồi, cũng là trường hợp cũng về xong cho bạn mượn bị cháy côn đấy. Thế mà đắng, bây giờ mình sẽ đi đến chỗ chủ xe nhá. Rồi ok ok. Mai kia nó gửi đồ xong rồi anh cứ cho cái số điện thoại của em ở đây nó vào nó xong nó điện em. Bây giờ chở lên anh là chở. Ok ok em. Đây. Thật sự luôn là cũng đi về được 450 km rồi. Quay lại bây giờ là hàng 780 cây. Bây giờ vẫn quay lại để cứu hộ cho em trai này. Đấy anh em rút kinh nghiệm nhá. Đấy. Bây giờ con này thay côn lại như điên như rồ thôi. Có đây cái phần côn là phần côn phần má phanh nó chỉ là phần ngoài da thôi anh em ạ. Còn đây anh em đi thì nó mòn thôi. Nhưng mà đây mình không biết đi thì nó sẽ bị cháy lá côn anh em nhá. Thôi cho lên xe thùng đi em ơi. Ra. Thôi đi thôi. Ăn thịt nhì mất cả vui. Đây mình vừa chở xe hộ em trai khách hàng mua con Ninja 400 của mình đến nhà anh Đạt Tôn Đức Thắng Hải Phòng em nhá. Đó. Quay đi quay lại 100 km không lấy một đồng cước nào luôn hộ anh em. Ok, anh chở anh dắt lên xe em với. Vâng. Sau có gì thằng cu chủ xe đó mai nó sẽ alo cho anh em nhá. Vâng. Đấy thôi này. Chủ ở nhà thì đang nhậu nhẹt thịt tím rồi. Chắc là ăn cũng không ngon lắm đâu. Buồn lắm anh ạ, thật sự là rất buồn, mình cũng rất mệt luôn. Ok, cảm ơn tất cả anh em xem clip nhá. Anh em nhớ lưu ý rằng là khi mà anh em nào mượn xe phân khối lớn mà không biết đi xe, mà không biết đi cứng luôn thì tốt nhất là không nên cho mượn, thì nó rất là mệt người anh em ạ. Ok.